Tập 21. Tôi đây chỉ là không đứng nổi nên không đứng thôi. Đầu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lương Phi, bây giờ thì anh cũng đã hiểu ra rồi chứ. Đối đầu với Hoàng Quân chỉ có một con đường chết mà thôi. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Cô không chỉ là một ca nữ bình thường, cô vẫn là người của đám quỷ nhược đó. Nếu không thì tôi đã không nghĩ thông rồi. Cô nói xem vì sao cô cứ đi theo đám này chứ. Cô xem, Châu Ngọc Hải là người Nhật Bản, một tên gian tế Nhật Bản thôi. Vì một tên như vậy có đáng không? Loại người giống như cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu Châu Ngọc Hải có ý nghĩa gì đối với tôi. Tiểu Phàm không quên được Châu Ngọc Hải, vì để trả thù cho mấy, cô ấy mới tham gia vào trận doanh đế quốc đại Nhật Bản chúng tôi. Không ngờ cô còn là một người khá trọng tình cảm đấy. Vậy mà lúc cô nói chuyện Châu Ngọc Hải với tôi thấy cô đối với Châu Ngọc Hải không có gì đâu. Cô quên rằng cô còn từng rút vào lòng của tôi rồi hay sao? Muốn lên giường với anh và muốn giết anh là hai chuyện khác nhau. Là một cô gái bình thường không thích hay sao mà lại đi làm chó Nhật thế? Đừng có giả bộ trấn định ở đây. Tôi thật nghi ngờ là cậu giả vờ đấy. Lẽ nào cậu thật sự không phát sầu hay sao? Sầu, tôi cũng sầu chứ. Sầu ông cũng không ra được mà. Thông minh. Nhưng mà Lương Phi à, cậu mặc như thế này thật sự quá mất mặt đấy. Sao cậu lại chọn cách giả làm đàn bà để vào quân doanh chứ? Không phải tôi nói với ông rồi hay sao? Chỉ cần vào được thì là biện pháp tốt, như trẻ con ấy. Cậu muốn phá hoại trung tâm, phá giải mật mã của chúng tôi, mà một khẩu súng cậu cũng không mang, thì làm sao mà cậu phá hoại được đấy? Không biết nữa, thì tùy cơ ứng biến đi. Tôi thật sự muốn biết trong tình huống như thế này cậu tùy cơ ứng biến như thế nào đấy. Nhiệm vụ lần này của tôi thất bại rồi, nhưng mà cũng có thể gặp mặt mấy vị bằng hữu cũ của ông để sau này mai phục vậy đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sắp chết rồi còn nói lời diễn dông, thật buồn cười. Bọn tôi bây giờ có thể tùy thời giết cậu, thậm chí không cần một viên đạn. Tôi thật sự không thể tin được. Ông nếu như thật sự giết tôi thì đã sớm giết rồi. Các ông còn phải khua chiên giống trống mà giết tôi nữa. Sau đó phải gọi thêm mấy người Trung Quốc tới xem. À đúng rồi, các ông còn phải tìm mấy tên nhà báo chó bá biểu diễn một chút. Cơ hội thể hiện như thế, sao các ông bỏ lỡ như vậy được? Vậy nên tôi thật sự không tin ông thật sự giết tôi sớm như vậy. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Nóng vội hay sao? Nó không chừng chết ở bên trong rồi cũng nên. Im chặt cái miệng quạ đen của cậu lại đi. Lương Phi, cậu cứ chết như vậy thật sự quá đáng tiếc. Chẳng bằng gia nhập chúng tôi đi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Những chuyện cậu đã làm với chúng tôi có thể xí xóa tất cả. Làm người hay làm chó, ông chọn đi. Câm miệng, đừng nóng như thế. Mới nói có mấy câu đã sủa rồi. Tôi giờ đã là cá nằm trên thớt của các người rồi. Đừng nóng. Tôi nhìn bộ dạng này của cậu đúng là giống cá trên thớt. Nhưng mà hình tượng này thật sự chẳng nho nhã gì hết. Kawaii, bao rửa mặt cho Lương Phi tiên sinh thôi nào. Khi trời sáng còn phải gặp tư lệnh Yamaya. Rửa sạch sẽ nhìn cũng thấy thoải mái hơn. Lương Phi dù sao cũng là anh hùng. Tên này, bắn đi. Đã một buổi tối rồi, vẫn không có chút động tĩnh gì hết. Lương Phi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tình huống hiện giờ không rõ, chỉ có thể đợi thôi. Còn đợi gì nữa, kẻ nào không sợ chết thì xông lên với tôi. Đúng. Ta xông lên, làm cho đám quỷ Nhật rối loạn. Cả đêm Lương Phi còn có cơ hội. Đây là quân doanh của quỷ Nhật. Quỷ Nhật đông như vậy, chúng ta đi chỉ có chịu chết thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không thể mở mắt nhìn Lương Phi chết trong đó được. Đúng đó, có chết thì cùng chết. Nếu chết với đám quỷ Nhật, chúng ta cũng không mất mặt. Phải đợi đến lúc nào cơ chứ? Lương Phi không có hành động, chúng ta tuyệt đối không đánh rắn động cỏ. Chúng ta làm như vậy chỉ có thể hại anh ấy thôi. Việc hiện có thể làm, chỉ có thể đợi. Lương tiên sinh quả đúng là dáng vẻ đường đường. Không chỉ diễn xuất của cậu cao siêu, trí thông minh cũng hơn người nữa. Trong số tất cả đối thủ của tôi, cậu là kẻ khó đối phó nhất đó. Vẫn là nằm trong tay của ông rồi. Không, nằm trong tay của cô ấy chứ. Cũng không biết người tên Tamura kia hiện giờ có thể ngủ được hay không. Ông giúp tôi nói với người ấy, thứ trong cuốn mật mã đó không phải là của Củng Lực Vĩ, là của người khác. Không thể nào. Cái gì không thể chứ? Thực ra các người giết Củng Lực Vĩ thì nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Tôi đến đây chính là vì cuốn mật mã kia thôi. Ý cậu là gì chứ? Đối với Tamura, chọn ta mỗi ngày đi lùi bậy, xem hắn nói gì chứ. Thầy cô Ru, hắn đang nói linh tinh thôi. Thực sự chỉ là nói linh tinh. Chút nữa sẽ rõ thôi. Vậy chẳng có chút động tĩnh gì, không phải là gấp chết người ta hay sao? Được rồi, im đi. Ngài Tamura, người chính là Lương Phi. Là tôi đây. Ông chính là Tamura. Tôi biết ông. Người nói mỗi ngày đến ngược 7. Có phải là thật hay không? Ông tự xem đi. Ngài Tamura, hắn nói có lý. Tại sao lại phải đi lùi bẫy? Để nào không thấy phiền hay sao? Vì để cho khách ghi 77 sự biến. Đúng vậy. Nếu không phải hắn nói, tôi khó mà nhìn ra điểm kỳ lạ trong đó. 7 xác suất rất nhỏ. Lương Phi, không nhìn ra. Ngươi còn hiểu cái này đấy. Tôi hiểu không nhiều, nhưng mà cũng nhiều hơn cô. Cái gì? Tôi hiểu tôi là người Trung Quốc. Vì để giết Tamura, lấy được cuốn mật mã, thì cái gì tôi cũng làm hết. Lương Phi, đến cái mạng nhỏ của cậu mà cậu không giữ được, thì có tư cách gì mà nói những lời cuồng vọng như vậy? Tamura, hắn nói hắn muốn giết ngài đấy. Lương Phi, trong quân doanh của chúng tôi, cậu vẫn cuồng vọng như vậy hay sao? Tamura, ông có tin lời ông ta không? Tôi đứng nơi đây xem cậu sẽ giết tôi như thế nào đấy. Vậy thì để tôi nói thật cho ông biết. Mật mã tôi hiểu, nhưng mà hiểu không nhiều đâu. Cái gì? Kono Wataru, Lương Phi tôi một ngày chưa chết thì mạng nhỏ của Tamura sẽ khó giữ đấy. Ông tin không? Không phải là điên lùi bẫy xoắn mấy nước là tôi bịa ra đấy. Tôi nói như vậy chẳng qua là vì muốn gặp ông, sau đó giết chết ông thôi. Lương Phi hành động rồi, chúng ta làm sao giờ? Chuẩn bị chiến đấu, thu hút sự chú ý của chúng sang bên ta, ủng hộ Lương Phi. Đuổi theo. Khốn nạn, đuổi theo cho tôi. Đứng lại. Có phải ông muốn cứu mật mã hay sao? Bắt lấy. Giết hắn cho tôi, Lương Phi. Các ngươi đi bên này, còn lại theo tôi bên kia. Nhanh, nhanh đi, đi nhanh. Ông đây chính là đợi giây phút này đi. Anh em, không cần thiết đạn, đánh thật ác vào cho tôi. Đừng động đậy gì. Mọi người tránh ra. Đánh thật ác cho tôi. Cậu không động thủ sao? Họ làm như vậy rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của đám quỷ Nhật đó. Quỷ Nhật trong đó nhiều như vậy, Lương Phi chắc chắn sẽ không chạy ra từ đâu đó. À mau, có những anh em theo dõi ở đây cho tôi. Nhớ kỹ không thể bắn phát nào. Đã rõ, rồi đánh trận cứ giao cho đội công tác chủ trang là được. Trần Thái Hà, đi theo tôi. Đi làm gì vậy? Còn phải hỏi hay sao? Tất nhiên là đi tiếp ứng Lương Phi. Đón lấy. Đi. Báo cáo, cộng bác có đội công tác vũ trang bắt đội quân đánh tới doanh trại. Cái gì? Có lẽ có người ở ngoài tiếp ứng Lương Phi. Tướng quân Miura nhất định phải giữ vững cổng chính, giữ nghiêm cổng lớn, quân doanh toàn bộ cảnh giới. Bắt Lương Phi, rõ, đi mau. Bên kia. Đâu? Quanh tạc cho tôi. Đó. Nhanh lên. Nằm xuống, Á Bình. Tránh ra, mau tránh ra. Lương Phi. Thanh đô trưởng, rút! Tôi còn chưa đánh đã nghiền nữa, nghe lệnh. Không được để hắn thoát, đuổi theo. Anh rút cuộc để làm gì vậy hả? Lương Phi, mau đuổi theo. Cẩn thận. Đều là chuyện tốt cô làm đấy. Thời cơ tốt nhất được mất rồi. Người đâu? Lương Phi đâu? Chạy rồi. Chạy rồi. Làm sao có thể? Lương Phi. Lương Phi, sao lại tới đây? Khải Giang đâu rồi? Họ đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Tôi ở quân tình của Nhật, không thấy họ mà. Họ đi chấp hành nhiệm vụ gì vậy? Thôi được rồi, phát tin đi đụng khánh đi. Nói Tamura cũng lực vĩ. Còn có cả cuốn mật mã gì đó, mất hết rồi. Thành tro hết rồi. Anh nói gì vậy? Mất hết rồi, thành tro hết rồi, bị quỷ hết trơn rồi. Thật sao? Mấy người đó làm gì nữa? Đi phát tin đi chứ. Lương Phi, nội dung của điện báo rất quan trọng. Tôi không rõ sự tình, không dám tùy tiện phát đâu. Anh cũng biết lần trước Khải Văn trúng kế của đám người Nhật đó khiến đảng quốc tổn hại nghiêm trọng. Tôi sợ sẽ phạm phải lỗi giống như vậy. Hay là thế này đi. Tôi đi tìm Khải Văn với Trần Thái Hà. Nếu họ đồng ý, tôi lập tức gửi điện báo. Thích gửi thì gửi. Thứ diện thối của mấy người, ông này mặc kệ từ lâu rồi. Lòng cô cũng đã rõ. Diệt trừ Lương Phi vốn không phải ý của tôi. Lương Phi khó chơi như vậy. Hồ Khắc sớm đã muốn diệt trừ cậu ta. Buổi tối hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng giờ một phát đạn được của cô, cơ hội xong luôn rồi. Cô có phải là muốn đối đầu với tôi không hả? Sao bộ dạng của anh bây giờ? Thật không ngờ đàn ông đố kỵ có thể vô lương tâm đến vậy đó. Thảo nào Hình Á Bình thà đi theo Lương Phi cũng không muốn nghĩ tới anh. Anh không nghĩ xem anh thua kém Lương Phi chỗ nào sao? Hình Á Bình sớm muộn cũng là của tôi. Đây gọi là lừa mình dối người. Đừng nói là trong mắt của Hình Á Bình, anh trong mắt của tôi cũng là một kẻ rất hèn hạ nữa đó. Cô nhớ kỹ, tốt nhất là đừng có tay ngoài dài hơn tay trong. Nếu không Hồ Khắc cũng không tha cho cô đâu. Đội trưởng, quỷ Nhật đã tản rồi. Nhưng mà Lương Phi đến giờ vẫn không có tin tức gì hết. trở về rồi. Tối qua Lương Phi có tới. Cái gì? Anh ta nói để giết Tamura, nỗi tàn tác của mật mã của Cũng Lực Phỉ. Tên tiểu tử này. Tổ trưởng, có cần phát điện báo cho Trùng Khánh hay không? Gửi điện báo đi. Báo cáo. Hành động thành công. Lương Phi đắc thủ, giết chết người phụ trách của trung tâm phá giải mật mã, đại tá Tamura. Cuốn mật mã của Cũng Lực Phỉ cũng bị cậu ta quỷ rồi. Tôi đã bảo mà, Lương Phi nhất định được. Tamura là nhân tài mật mã xuất sắc nhất của chúng ta. Không có ông ta mà chỉ có mỗi trung tâm phá giải mật mã thì có ích gì chứ. Đáng chết. Người quan trọng nhất của đế quốc thế mà lại chết trong quân doanh của chúng ta. Thật là nhục nhã. Kono Wataru đâu? Đi tìm Kono Wataru, bảo hắn lấy cái chết tạ tội với thiên hoàng đi. Không tốt. Tư lệnh, tôi sẽ đi trước. Quay trưởng ban, không được đâu. Lương Phi còn chưa chết, ngài không thể nhận thua như vậy được. Tối qua chúng ta nên giết hắn rồi. Thế là tôi bùm. Thật đúng là quá đã. Đúng là thật quá đã mà. Mọi người nói xem đội công tác vũ trang lợi hại đến thế nào chứ. Trực tiếp đánh đến quân doanh đám quỷ Nhật luôn. Lúc đó xe hơi của đám quỷ Nhật vừa nổ, dọa cho chúng tè gã ra quần. Lúc đó đội trưởng cũng sợ luôn. Hắc Tử ca, Thiên Thành, Hắc Tử ca, anh em đâu rồi? Anh em hay sao? Anh em đi đánh quỷ Nhật rồi. Thiên Thành, để sau này em trưởng thành rồi, đi theo anh của em, đi theo Hắc Tử ca, cùng chúng ta đi đánh quỷ Nhật được không? Dạ được. Nhớ thêm đi, lúc đó đội trưởng cũng sợ luôn đó. Nhưng mà tôi không sợ, tôi là Hắc Tử mà. Có đúng không? Nhưng mà nói thật, đồng chí Lưu Cảnh Nhi đó thật sự giỏi lắm. Không hổ là tự nhiên ngang tới. Lúc đó, cái xe vừa nổ, người ta còn dám đi cứu người luôn, biết không hả? Lúc đó đám quỷ Nhật bắn chứ. Lương Phi, phía trước lục soát kỹ cho tôi. Đợi chút chia thành tiểu đội lục soát từ nhà từ hộ cho tôi. Nhanh lên, nhanh cái tay lên. Tiểu đội thứ nhất qua bên này, tiểu đội thứ hai qua bên kia. Đi, qua bên kia tìm kiếm cho tôi. Xem có khả nghi hay không. Bị bắt ngay cho tôi. Tôi đang bị cấm túc. Cậu vào đây tìm tôi là trái với quân kỷ. Lương Phi vẫn chưa có tin tức gì hết. Xin trưởng ban chỉ giáo, liệu hắn có về Trùng Khánh hay không? Đội công tác vũ trang có tin tức gì hay không? Hiện đã di chuyển vào trong núi rồi. Thì ra là vậy. Lương Phi sẽ quay về Trùng Khánh, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy mà. Bên ngoài còn giới nghiêm truy bắt Lương Phi không? Và còn Tế Nam rộng lớn như vậy, truy bắt hắn như mò kim đáy bể. Chẳng bằng chúng ta chốt chặn ở các con đường buộc phải qua đợi hắn. Hắn đã có một lần giáo huấn, liệu sẽ lại rơi vào bẫy của chúng ta chứ? Các suy nghĩ của Lương Phi khác với người bình thường. Hắn hành sự lúc nào cũng khó lường hết. Tế Nam tới Trùng Khánh, dọc các con đường chốt chặn nghiêm tra. Kawai, tư lệnh Yamaya không trực tiếp đưa tôi đến tòa án quân sự, đã là cho tôi mặt mũi lắm rồi. Tôi nghĩ sau này tôi không còn là trưởng quan của cậu nữa rồi. Ngài trưởng ban, đi bắt Lương Phi đi. Hy vọng có thu hoạch. Rõ. Quy tắc cũ, ghi sổ đi. Lương gia, ngài vẫn còn ở trong thành Tế Nam hay sao? Quỷ Nhật đang nơi nơi truy tìm ngài đấy. Sao vậy, cũng bắt tôi hay sao? Không không, ngài có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Chuyện Quỷ Nhật tiến vào trong núi truy quét đội công tác vũ trang có biết hay không? Dạ biết chứ. Lần này Quỷ Nhật đúng là nghiêm túc. Biết tại sao hay không? Ngài còn hỏi tôi nữa. Còn không phải vì ngài giết mất tôi chuyên gia mật mã của Quỷ Nhật sao? Chuyện này mà ngài cũng làm ra được. Đưa người đến bắt tôi đi. Cái gì? Đưa người đến bắt tôi đi, phân cậu ít công lao. Ngài đợi tôi một chút, tôi chưa hiểu lắm đó. Ngài không phải là đùa với tôi đó chứ? Đùa với cậu gì chứ? Chỉ cần cậu để cho đám Quỷ Nhật biết tôi vẫn còn ở trong thành Tế Nam là được. Thật hả? Thật. Lúc nào chứ? Bây giờ luôn đi. Bây giờ. Đó. Đó gì mà đó. Bắt Lương Phi. Bắt Lương Phi. To tiếng lên. Bắt Lương Phi. Bắt Lương Phi. Bắt Lương Phi. Đồng Nhi, sao vậy? Bắt Lương Phi. Đâu? Bên kia, nhanh lên. Đi với tôi. Nhanh, 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 nhanh. Bắt Lương Phi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Bắt Lương Phi. Nhanh lên. Đây là Lương Phi. Tùy thời có thể giết. Người có ích với ta. Hơn nữa còn là dễ như lấy đồ trong túi. Đầu tiên là Ô Đô, tiếp theo là Châu Ngọc Hải, Tamura. Bây giờ thì hắn đánh luôn vào quân doanh của ta rồi. Chính tại trưa nay hắn còn xuất hiện ở trạm ga xe lửa thành Tế Nam này. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây có còn là Tế Nam mà đế quốc Đại Nhật Bản ta thống trị hay không? Các ngươi còn có mặt mũi nói các ngươi là quân nhân của đế quốc Nhật Bản hay không? Tôi tuyên bố bãi chức trưởng ban tình báo của trưởng ban Kono Wataru. Bây giờ sẽ là Kaiwa nhận chức. Rõ. Từ nay trở đi, phòng bị đối với Lương Phi phải đặt lên báo động cao nhất. Không từ giá nào mà phải giết được hắn. Rõ. Nếu như hắn đã xuất hiện tại ga xe lửa Tế Nam thì nói rõ hắn muốn rời đi. Tất cả các trạm dọc con đường tới Trùng Khánh thắt chặt phòng thủ. Rõ. Đã truyền lệnh đi rồi ạ. Còn nữa, thông kỳ tướng quân Miura, việc bao vây truy quét, đội công tác vũ trang có thể tạm dừng. Vừa vào núi thì chúng sẽ rất khó đối phó. Thưa các vị, Tamura chết đã tạo ra cho ta một mất mát rất lớn. Chúng ta như đã mất mát đôi tay đôi mắt vậy. Thì chúng ta đã bao vây ba quân của địch, nhưng mà chúng ta rất khó để nuốt chửng được chúng. Hiện giờ quân cứu viện của địch đã ồ ạt tới. Không có Tamura, trận chiến này sẽ rất khó khăn. Lương Phi xuất hiện ở ga xe lửa. Cô nói xem liệu cậu ta có thể là đi tàu lửa về Trùng Khánh không? Tôi làm sao biết được vậy? Cô không phải là sư phụ của hắn hay sao? Nhưng bởi vì tôi là sư phụ của cậu ta, cho nên tôi mới không muốn anh giết cậu ta. Cô giỡn tôi hay sao? Sao nói với cô đi? Giết cậu ta thì phần công lao này chính là của hai người chúng ta. Không giết thì ngày tháng chúng ta ở cuộc đặc chiến sẽ thật khó sống đi. Đạo lý đơn giản như vậy không phải là cô không hiểu chứ. Tất nhiên là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu mấy tâm tư nho nhỏ này của anh. Anh không phải là chỉ chiếm lấy công lao của cậu ta hay sao? Nhưng mà anh không động não thử xem. Chuyện này giấu được nhất thời đâu giấu được mãi mãi. Cho dù anh có giết Lương Phi thật đi chăng nữa thì đảng Cộng sản dễ chọc hay sao? Còn có cả Hình Á Bình. Quế sau này còn nói chuyện với cậu hay không? Quan trọng nhất là động cục trưởng. Nếu như ông ta biết cậu lừa dối ông ta thì bạn nhỏ của cậu không giữ nổi đâu. Tôi thật sự không chỉ là coi thường cậu đâu, nhưng mà công lao này cậu ôm không đổi. Không lẽ để Lương Phi độc chiếm công lao? Nếu cô thật sự hướng về Lương Phi mà suy nghĩ cho hắn thì cả cuộc đặc chiến đều bị cậu ta đắc tội sạch rồi. Tên tiểu tử đó khó chịu ngày nào. Tôi vẫn là nghĩ thay cho anh thôi. Tôi khuyên anh bây giờ nên trở về Trùng Khánh, nói với cấp trên là ta hiệp trợ Lương Phi hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy thì cấp trên không những không trách tội chúng ta lúc trước, thậm chí còn có tiền thưởng. Giờ Lương Phi biết có đồng ý không? Người ta không nhỏ nhen với anh đâu. Chính quỷ, còn chưa có tin tức của Lương Phi hay sao? Tên tiểu tử này có thể chạy đi đâu được chứ? Tôi bảo anh này, anh yên tâm đi. Với bản lĩnh của Lương Phi có thể chết được chắc. Không thể nào không sao đâu. Ngồi đi, ngồi đi. Tối qua Trần Thái Hà và Khải Giang của cuộc đại chiến ở trước cổng quân doanh Nhật Bản không bắn một phát nào. Tôi nghi ngờ họ chắc chắn sẽ tiếp ứng Lương Phi. Bọn họ chỉ có lòng tốt gì chứ. Bọn họ không bắn sau lưng đã là tốt lắm rồi. Không phải chứ. Tôi lại nói sai gì hay sao? Chị Cảnh Nhi, em muốn lập tức quay về Trùng Khánh. Có lẽ bọn Khải Văn đã trở về Trùng Khánh rồi. Họ chắc sẽ có tin tức của Lương Phi. Cũng tốt. Thành đội trưởng, lần này quỷ Nhật mất mặt mũi lớn, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho mọi người. Mọi người phải nhanh chóng rút lui đi. Hơn nữa, lần này người của chúng ta tổn thất thảm trọng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Bên tôi cần quay lại Bắc Lộ Quân để làm việc và phục lệnh. Tôi và Hắc Bình hôm nay sẽ đi. Được, tôi để Hắc Tử tiện các cô. Nếu như có tin tức của Lương Phi, xin báo cho tôi. Yên tâm đi. Lương Phi còn chưa có tin tức gì hay sao? Trước mắt vẫn chưa rõ sống chết. Sau này hành động vẫn còn cần dựa vào cậu ta. Nếu cậu ta thật sự xảy ra chuyện thì thật quá đáng tiếc. Cụ thể thì tôi chưa rõ. Đợi mấy ngày nữa Khải Văn và Trần Thái Hà trở lại, cục trưởng có thể hỏi họ. Tôi phải chiêu đãi họ cho tốt, chuẩn bị tiệc khánh công cho họ. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Bọn Lương Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ thực sự không dễ. Tôi đã nghĩ lại một lượt các chuyện đã xảy ra. Trùng khánh khiến người phát điện báo Nhật Bản này không chỉ hiểu chúng ta mà còn hiểu rõ người Nhật Bản vô cùng. Người nào có thể không chỉ hiểu rõ chúng ta mà còn hiểu rõ người Nhật chứ? Điều quan trọng là lần này hành động chỉ có chú tôi, Đinh quân trưởng, Hình quản Nghĩa, còn có cả người đứng mấy điện báo rõ ràng. Nhưng mà điện đài cũng không có động tĩnh gì hết. Lẽ nào người này thực sự ẩn nấp giữa chúng ta hay sao? Học sinh tuyệt đối không phản bội đảng quốc. Mấy năm nay, học sinh vẫn luôn trung thành tận tụy với cục trưởng, không có hai lòng. Chú đã theo tôi nhiều năm như vậy, sao mà tôi có thể không tin tưởng chú? Theo chú đoán, nội gián có thể là ai? Không phải chú, không phải tôi. Đinh quân trưởng quy danh cực cao, cũng không thể là ông ấy được. Vậy là Hình quản Nghĩa rồi. Cục trưởng, trước mắt bọn tôi hoài nghi Hình quản Nghĩa không phải là không có lý. Nhưng mà việc này vẫn luôn là ông ta điều tra. Lẽ nào là cướp bắt cướp sao? Cục trưởng, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng đây cũng là một loại sách lược. Có chứng cứ gì hay không? Chú không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy luận để định tội thì không được đâu. Hình quản Nghĩa địa vị cao, không tốt được thì chúng ta lợi bất cập hại. Học sinh đã hiểu làm sao? Khẳng định thần không biết quỷ không hay. Điều tra đồng thời tuyệt đối không thể để người kia phá hoại hành động tiếp theo của chúng ta. Rõ. Ngài trưởng ban. Anh bây giờ là trưởng ban tình báo rồi, là cấp trên của tôi. Không cần phải như vậy đâu. Nhưng ạ, vẫn mong ngài Cô Đô giúp đỡ nhiều hơn. Tư lệnh Yabaya có gì dặn dò hay không? Tư lệnh Yabaya muốn chúng ta nhanh chóng diệt trừ Lương Phi. Ngoài ra, ông ấy đối với vấn đề nguồn tình báo tiền tuyến rất khổ não. Thì ra là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất. Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ chính là bộ đội Trung Quốc, nơi tiền tuyến không có sức đột phá dọc dây. Chúng ta phải để mắt đến quân đội tới cứu viện nhóm bộ đội đó. Bộ đội cứu viện. Đúng. Vậy nên muốn bắt một đám bộ đội sách động vẫn là có thể. Ngài nói đúng à. Tôi hy vọng ngài Kono tiếp tục ở trong ban tình báo. Tôi là người mang tội. Không, ngài Kono từ thời kỳ Mãn Châu đến hiện tại vẫn luôn là nhân viên tình báo xuất sắc nhất của ta. Tôi cho rằng thượng tầng nhất định sẽ nhìn nhận lại từ đầu. Tôi hiện tại không quan tâm đến vấn đề chức vị đâu. Tôi giữ lại tính mạng này của mình chính là để giết Lương Phi. Trưởng ban xin cứ yên tâm, tôi sẽ không buông tha cho hắn đâu. Khi tôi ở phòng cấm túc, đã suy nghĩ một lượt chuyện ấy. Trong quá trình Tiểu Phàm đuổi bắt Lương Phi, cô ta vẫn luôn phân tích không sai một chỗ nào hết. Anh đã chú ý chưa? Tôi quả thật vẫn không để ý từ lúc nào cô ta đã học được nhiều thứ như vậy. Thật giống một đặc công thực thụ. Đối phó Lương Phi, anh cần sự trợ giúp của cô ta.